Khi tham gia một sự kiện, Cát Phượng bất ngờ gặp một tai nạn nhỏ khi bị người lạ hất tay trúng ngay mặt. Sau đó, nữ diễn viên liền có động thái hỏi tội, nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Vào chiều ngày 5 tháng 3, sự kiện ra mắt một dự án điện ảnh đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt đến tham gia, trong đó phải kể đến Trang Nhung, Quyên Quy, Thanh Trâm, Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt, Trương Quỳnh Anh, Diệp Bảo Ngọc. Đáng chú ý, tại đây, diễn viên Cát Phượng bất ngờ gặp sự cố nhỏ lúc đợi đến lượt chụp ảnh tại thảm đỏ. Cụ thể, cô chẳng may bị một phóng viên ảnh trong lúc tác nghiệp đã bất cẩn hất tay trúng vào mặt, va chạm không đáng kể nhưng cũng khiến nữ diễn viên giật mình. Sau đó, Cát Phượng lên tiếng trấn an mọi người rằng mình không sao. Đặc biệt, nữ diễn viên nhảy số rất nhanh khi chỉ vào vết son dính trên tay của phóng viên ảnh. Nếu có bạn gái là vậy bị ghen rồi nè. Nhờ màn xử lý hài hước, duyên dáng của cô Cát nên tình huống trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhiều netizen đã để lại bình luận khen ngợi cách xử lý của Cát Phượng trước sự cố nhỏ này. Quá tinh tế luôn, Cát Phượng giúp anh kia đỡ ngại. Chị Cát dễ thương lắm nè. Cũng tại buổi ra mắt phim này, Cát Phượng còn có màn chạm mặt tình cũ Kiều Minh Tuấn tại khu vực check-in thảm đỏ. Tuy nhiên, cả hai chỉ lướt qua nhau, không chào hỏi. Trong lúc Cát Phượng đang giao lưu trả lời phỏng vấn với báo chí, Kiều Minh Tuấn đã vội vàng đi vào bên trong rạp phim. Sau khi được team qua đường đăng tải, video quay lại màn đụng mặt tình cũ của hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Gần 3 năm đường ai nấy đi, đây là lần hiếm hoi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hội ngộ tại cùng một sự kiện. Trước đó, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng có mối tình chị em kéo dài 12 năm, dù lệch nhau 18 tuổi, cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió. Trong suốt thời gian ở bên nhau, Kiều Minh Tuấn đã hết lòng chăm sóc cho bạn gái cũng như bé Bom, con trai riêng của cô. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2021, cặp đôi vướng nghi vấn tan vỡ vì không còn song hành trong các sự kiện. Đến tháng 5 năm 2022, Cát Phượng xác nhận cả hai đã chấm dứt tình cảm. Thời điểm đó, cô tiết lộ phía nam nghệ sĩ là người đề nghị chia tay. Hậu đường ai nấy đi, Cát Phượng nhiều lần nhắc đến bạn trai cũ cũng như chia sẻ cảm xúc riêng tư. Riêng phía Kiều Minh Tuấn đến nay vẫn im lặng, chưa có phát ngôn chính thức nào liên quan đến bạn gái cũ. Thời gian qua, hai nghệ sĩ đều có cuộc sống mới. Đầu năm 2023, Cát Phượng thông báo đã có bạn trai mới là doanh nhân Việt Kiều. Tuy nhiên đến nay, nữ nghệ sĩ chưa từng công khai diện mạo, danh tính người yêu. Giờ đây, Cát Phượng cảm thấy viên mãn nguyện với những gì đang có. Cát Phượng chia sẻ trước đó, nói thật là sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn, tôi được nhiều người tỏ tình, còn bạn trai hiện tại có gì đó đặc biệt lắm. Quan trọng là tính cách của anh ấy trưởng thành thật sự, nhiều lần tôi thử lòng, giả vờ cộc cằn hoặc lớn tiếng nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, chưa ai nhắn tin chúc tôi buổi sáng nhưng anh ấy hỏi thăm, động viên tôi rất nhiều. Ở tuổi 53, nữ nghệ sĩ được khen ngợi trẻ trung, nhan sắc rạng ngời. Đầu năm nay, trên trang cá nhân, Cát Phượng đã bất ngờ công khai hình ảnh can thiệp thẩm mỹ khiến dân tình xôn xao. Theo đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh xăm môi, có thể thấy trước và sau khi xăm môi, Cát Phượng trông trẻ và rạng ngời hơn hẳn.